Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Thanh Phong, mình sinh ngày 22/9/94. Thì mình vừa nhận được visa vào Úc từ công ty tư vấn từ Đại Dương. Thì mình rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà cầm được visa tay sau hơn 4 tháng chờ đợi. Mình cũng cảm ơn các nhân viên, các anh chị trong công ty tại Đại Dương đã cố gắng hỗ trợ sức để giúp mình có được visa để mình viết tiếp ước mơ sau này của mình. Lý do mình chọn Úc để du học thì rất là đơn giản, là vì bên Úc rất mạnh về ngành nhà hàng và mình rất là đam mê về ngành nhà hàng. Mình có được 3 năm kinh nghiệm khi làm việc trong một cái khách sạn lớn ở Việt Nam. Một lời khuyên với các bạn là thì các bạn cần trau dồi tiếng Anh, chuẩn bị cho mình một cái lý lịch hồ sơ đầy đủ và phải thật là thoải mái cũng như là tự tin khi phỏng vấn thì sẽ là kết quả tốt. Bên Đại Dương thì các anh chị đưa cho em hướng dẫn em trả lời những cái câu hỏi để giúp em tự tin hơn khi mà em phỏng vấn với lãnh sự quán. Quá trình chuẩn bị hồ sơ thì rất là vất vả, thì nó cũng gặp nhiều trục trặc, nhưng mà thì em thấy là cái kết quả này bỏ ra nó cũng xứng với những gì mà em chuẩn bị từ trước. Trục trặc về vấn đề như là nó sai về ngày tháng trên hồ sơ, rồi về vấn đề coi như là cái chuyện mà giấy tờ nó không có hợp lý hoặc là không có đủ để thuyết phục lãnh sự chẳng hạn. Dạ. Thì khắc phục thì em sẽ trau dồi thêm khả năng tiếng Anh, trau dồi thêm khả năng nghiệp vụ của em để có thể có được với một bộ hồ sơ thật là đẹp để thuyết phục được lãnh sự. Cũng như là mình cũng sẽ xem xét tỉ mỉ những cái con số ngày tháng năm trên những cái hồ sơ, những cái hợp đồng quan trọng để không phải mắc những cái trục trặc đó nữa. Lúc mà phát hiện ra những nỗi đó thì các anh chị công ty tư vấn, nhất là chị Quế Hương, đã hướng dẫn em cách tận tình để làm sao em có được cái bộ hồ sơ tốt nhất. Em học trường Lecord Dumbler Australia. Trường đó thì được thành lập với hơn 120 năm kinh nghiệm và nằm trong top 10 thế giới về những trường mà chuyên đào tạo về ngành nhà khách sạn. Trường đó hiện nay có mặt ở hơn 40 quốc gia với hơn 20.000 sinh viên đăng ký theo học mỗi năm, là những cái trường là trường nổi tiếng và chuyên đào tạo về ngành nhà khách sạn ở Úc. Qua internet, qua Facebook thì em mới biết được công ty Tân Đại Dương. Qua khi mà sử dụng dịch vụ Tân Đại Dương thì em thấy rất là hài lòng, thấy các anh chị ở đây mọi người đều tư vấn giúp đỡ em rất là nhiệt tình, cũng chỉ hướng dẫn cho em để làm sao để em có được cái sự tự tin, có được cái bộ hồ sơ đẹp nhất, để em có được cái kết quả tốt nhất trong lúc mà em phỏng vấn visa, xin visa. Khi mà có visa rồi thì chỉ khuyên các bạn là hãy sự bình tĩnh, tự tin khi mà phỏng vấn, cũng như là trau dồi khả năng tiếng Anh của mình để không khỏi bỡ ngỡ khi mà bước sang một cái cuộc sống mới. Hồ sơ thì nên xem xét cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng từng chút một, từng không bỏ sót những cái chi tiết nhỏ dù là nhỏ nhất. Cũng nên là nhờ các anh chị ở đây để họ sẽ để các anh chị ở đây tư vấn cho mình, giúp đỡ cho mình để mình có một bộ hồ sơ thật đẹp. Chúc các bạn thành công khi mà giống như mình đã được visa cho mình.